Kính thưa cộng đoàn, trong ngày hành hương truyền thống này, chúng tôi rất vui mừng được đón tiếp đông đảo quý ông bà và anh chị em đến từ các giáo xứ đại diện cho 4 tỉnh, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Trong số đông đảo quý ông bà và anh chị em về hành hương hôm nay, đặc biệt chúng tôi ghi nhận thấy có các bạn sinh viên, các bạn trẻ đến từ nhiều giáo xứ, từ nhiều ca đoàn. Điều ấy nói lên một hình ảnh rất phong phú về gia đình giáo phận Hải Phòng của chúng ta. Một gia đình gồm có những người ở thành phố, cũng như những người ở nông thôn, những người cao tuổi, cũng như các bạn trẻ và các em thiếu nhi. Hôm nay chúng ta mừng hai sự kiện. Sự kiện thứ nhất là ngày hành hương truyền thống tôn vinh 4 thánh tử đạo tại Hải Dương. Các ngài đã làm chứng cho Chúa năm 1861. Sự kiện thứ hai là chúng ta bế mạc 5 thánh lòng thương xót. Nhưng mà trong tinh thần đức tin thì chúng ta thấy hai sự kiện ấy cũng là một. Bởi lẽ tất cả đều nhằm mục đích tối thượng là tôn vinh quyền năng của Thiên Chúa. Đồng thời chúng ta đón nhận sứ điệp của giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta để sống tốt cuộc sống của ngày hôm nay. Kính thưa cộng đoàn, 5 thánh lòng thương xót đã được khai mạc ở Roma ngày 8 tháng 12 năm 2015 và sẽ được kết thúc vào ngày Chủ nhật 20 tháng 11 sắp tới năm 2016. Ở giáo phận chúng ta, 5 thánh đã được khai mạc vào ngày 13 tháng 12 năm ngoái và hôm nay là ngày kết thúc bế mạc 5 thánh ở cấp giáo phận. Trong 5 thánh vừa qua, chúng ta đã có dịp để mở rộng tấm lòng đón nhận hồng ân của Chúa, đón nhận giáo huấn của người và giáo huấn của giáo hội. Trong 5 thánh chúng ta đã suy tư lời Chúa, chúng ta đã củng cố các hội đoàn đạo đức. Trong 5 thánh chúng ta đã có rất nhiều những hoạt động bác ái để đem lòng thương xót của Chúa đến cho những người bất hạnh, cho những người không cùng tôn giáo với chúng ta, nhưng mà họ là những người rất cần sự nâng đỡ về tinh thần và về vật chất. Ngày hôm nay chúng ta bế mạc 5 thánh, khép cánh cửa 5 thánh khép lại, không phải là chấm dứt mọi hoạt động và tinh thần của 5 thánh. Bởi vì 5 thánh không bị giới hạn bởi một chiếc khung cửa, 5 thánh không bị giới hạn trong lòng nhà thờ, 5 thánh không bị giới hạn với một khoảng thời gian, và 5 thánh không bị giới hạn với khuôn khổ của một cộng đoàn đức tin. Mà 5 thánh lòng thương xót Chúa là giới răn cốt lõi của đạo Chúa. Lòng thương xót Chúa có thể là lời mời gọi mà Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta, mọi thế hệ, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ và mọi quốc gia. Chính vì thế, nếu cánh cửa của 5 thánh lòng thương xót khép lại, thì tinh thần của lòng thương xót, việc thực thi các giới răn của Chúa vẫn đang là những thông điệp mà giáo hội nhắc nhở. Đó cũng là lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung đầu tháng 10 vừa qua, để mời gọi mỗi tín hữu công giáo hãy tiếp nối tinh thần của 5 thánh lòng thương xót, sống giới răn yêu thương, sống tinh thần tin mừng, để tinh thần tin mừng thấm đượm mọi nẻo đường của cuộc sống. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta tôn vinh các thánh tử đạo Hải Dương và chúng ta lắng nghe sứ điệp của quá khứ, nhờ đó chúng ta sống tốt hơn hiện tại và cùng nhau hướng về tương lai. Các thánh tử đạo là những người đã đạt tới các mối phúc mà Chúa Giêsu chúc lành, như chúng ta vừa nghe trong bài phúc âm. Bài tin mừng Thánh Matthew được gọi là bài giảng trên núi, hoặc gọi là 8 mối phúc thật. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những ai sống khó nghèo, những ai hiền lành, những ai có lòng thương xót, những ai khao khát điều công chính, những ai biết than van khóc lóc tội lỗi của mình, những ai biết gây dựng sự hòa thuận và những ai sẵn sàng chịu bách hại vì lẽ công chính. Các thánh tử đạo là những người đã đạt được các mối phúc mà Chúa Giêsu chúc lành, và chúng ta thấy nơi cuộc đời các ngài hợp lời thánh vịnh đã ca hát: ai gieo trong lệ sầu thì sẽ gặt trong hân hoan.
Năm 1861 tại nơi đây, các ngài đã đổ máu đào làm chứng cho Chúa. Trước mặt con người đó là những cái chết khổ nhục, những người bị thiệt thòi, bị hình phạt của triều đình, bị đáng nguyền rủa. Và ngày hôm nay chúng ta thấy ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan. Ngày hôm nay chúng ta tôn vinh các thánh tử đạo Hải Dương không phải chỉ là một cộng đoàn của chúng ta mà thôi, nhưng mà trên toàn thế giới các tín hữu công giáo đều tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, trong đó có 4 thánh tử đạo Hải Dương của chúng ta. Và như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, đâu là sứ điệp mà chúng ta có thể lắng nghe, học hỏi, thực hành qua cuộc tử đạo của 4 thánh tử đạo Hải Dương? Theo nguyên ngữ của tiếng Hy Lạp, tử đạo có nghĩa là làm chứng. Tử vì đạo có nghĩa là làm chứng. Làm chứng là gì theo quan điểm thông thường? Làm chứng là khẳng định với người khác về điều mà mình đã nhìn thấy bằng đôi mắt, điều mình đã xác tín bằng khối óc và điều mình đã cảm nhận bằng con tim. Đó là làm chứng. Làm chứng là khẳng định với người khác điều mình đã nhìn thấy bằng đôi mắt, đã xác tín bằng khối óc và đã cảm nhận bằng con tim. Vì thế mà các thánh tử vì đạo là những người làm chứng hay là những chứng nhân của Chúa Kitô. Vậy các thánh tử đạo đã làm chứng về cái gì? Thưa, trước hết là các thánh tử đạo đã làm chứng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời này. Tại sao các thánh tử đạo là những nhà truyền giáo từ phương Tây sang đây? Các thánh tử đạo là trong số đó là những người Việt Nam, những người cha, những người mẹ, những người làm việc ở triều đình, những người làm việc trong quân đội, những người đơn thuần chỉ là người cha, người mẹ của một gia đình mà đã can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa đến mức độ chấp nhận sự chết vì các ngài tin rằng Thiên Chúa đang hiện hữu. Các ngài tin vào Thiên Chúa và khi chấp nhận cái chết như thế là các ngài làm chứng cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng mà chúng ta có thể không nhìn thấy bằng con mắt giác quan, nhưng mà có thể cảm nhận bằng khối óc và cảm nhận bằng trái tim. Cảm nhận bằng khối óc tức là suy luận sự hiện hữu của người trong cuộc đời là nguyên lý của sự tồn tại cho vũ trụ trời đất và con người. Cảm nhận bằng trái tim bởi vì Chúa là đấng đáng yêu mến và các thánh tử đạo đã yêu mến Chúa, đã cảm nhận rõ ràng sự hiện diện ấy. Các ngài là chứng nhân về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời. Mặc dù có thể không nhìn thấy bằng con mắt giác quan, nhưng mà xác tín một điều là Chúa hiện diện và Chúa sẽ thưởng công cho những người lành. Chúa sẽ ban thưởng cho những ai trung tín với Chúa. Chúa sẽ ban vòng nguyệt quế và cành vạn tuế chiến thắng cho những ai chấp nhận bách hại vì đạo. Đó là điều thứ nhất các thánh tử đạo đã làm chứng, thưa quý ông bà và anh chị em. Điều thứ hai các thánh tử đạo đã làm chứng cho đến giọt máu cuối cùng, đó là các ngài làm chứng cho niềm hy vọng. Ai sinh ra ở đời này cũng muốn sống. Không ai muốn mình phải ốm đau bệnh tật. Không ai muốn phải gặp hoạn nạn, không ai muốn phải vào tù tội và không ai muốn mình bị xử tử. Các thánh tử đạo đã chấp nhận cái chết vì các ngài có niềm hy vọng vào đời sau. Các ngài có niềm hy vọng vào đời sống vĩnh cửu. Các ngài có niềm trông cậy vào lời Chúa bởi vì Chúa đã hứa thưởng công cho những ai trung thành. Chúa chúc lành cho những ai sống đạo đức, những ai sống hiền lành, những ai gây dựng sự hòa thuận và những ai sẵn sàng chịu bách hại về lẽ công chính. Vì thế mà các ngài tin chắc một điều rằng thể xác con người mặc dù có chóng qua đi nữa thì linh hồn của các ngài là những người công chính vẫn được về với Chúa để hưởng vinh quang thiên quốc. Cuộc đời của các ngài mặc dù ở đời này có thể là phải chấp nhận sự chết khi còn ít tuổi, nhưng mà các ngài tin rằng đối với Chúa là đấng vĩnh cửu, con người sẽ được hưởng hạnh phúc trường tồn. Các ngài cũng hy vọng rằng cái chết của các ngài là hạt giống gieo xuống mảnh đất này, để từ hạt giống ấy có rất nhiều cây mới sẽ mọc lên trong niềm hy vọng vào một tương lai sáng ngời. Và niềm hy vọng của các ngài không uổng công, như hôm nay chúng ta thấy cộng đoàn tín hữu đông đảo đến đây để tưởng niệm các thánh tử đạo, để tôn vinh, để noi gương và để nói lên lòng cậy trông.
Điều thứ ba mà các thánh tử đạo muốn làm chứng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, các ngài là những chứng nhân của lòng bác ái. Mặc dù bị người ta tố giác, bắt bớ, tù đầy, lên án, nguyền rủa, nhưng mà các ngài không hận thù. Các thánh tử đạo là những người thanh thản đi ra pháp trường. Có nhiều vị thánh tử đạo mà bị nhốt trong cũi, trên đường đi ra pháp trường để bị người ta chém đầu, các ngài vẫn vui tươi, vẫn cầm tràng hạt để lân hát, vẫn chào hỏi mọi người như thường và vẫn chúc lành cho những người xung quanh. Có nhiều vị thánh tử đạo trong số 117 các thánh tử đạo Việt Nam trước khi chịu xử đã noi gương Chúa Giêsu để cầu nguyện cho những người bắt hại mình. Mặc dù bị triều đình kết án xử tử, nhưng mà các ngài vẫn cầu nguyện cho vua chúa, các ngài vẫn cầu nguyện cho những người cầm quyền, các ngài vẫn cầu nguyện cho tất cả mọi người để mà họ nhận ra Thiên Chúa là cha yêu thương. Vì thế mà các ngài là chứng nhân của lòng bác ái. Lòng bác ái cao cả nhất là tình yêu dành cho Chúa và lòng bác ái dành cho hết mọi người, kể cả cho những người đã giết hại mình. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại cuộc đời của các thánh tử đạo với khía cạnh là chứng nhân, chúng ta sẽ thấy các ngài là chứng nhân cho đức tin, tin vào sự hiện hữu của Chúa. Các ngài là chứng nhân của niềm hy vọng và các ngài là chứng nhân của tình bác ái. Và như thế thì chúng ta thấy hai sự kiện chúng ta kỷ niệm ngày hôm nay là một, thưa quý ông bà và anh chị em, lễ kính các thánh tử đạo Hải Dương và lễ bế mạc năm thánh, bởi vì năm thánh khép lại với thời gian nhưng mà luôn luôn tiếp tục. Và giáo hội mời gọi chúng ta hãy là chứng nhân của Chúa trong xã hội này, trong thời đại hôm nay. Cũng giống như các thánh tử đạo, trước hết chúng ta làm chứng nhân cho sự hiện hữu của Chúa. Thư chung Hội đồng Giám mục Việt Nam đầu tháng 10 vừa qua đã trình bày một cái hình ảnh xã hội Việt Nam có nhiều điều tích cực, nhưng mà than ôi cũng có rất nhiều điều tiêu cực, đó là sự dối trá, đó là bạo lực, đó là những vụ cướp của giết người, đó là gia đình ly tán, ngay cả vấn đề chuộng bằng cấp trong thi cử học hành. Các giám mục đã trình bày một hình ảnh xã hội Việt Nam để mời gọi chúng ta trước hết hãy làm chứng nhân về sự hiện hữu của Thiên Chúa, bởi vì Thiên Chúa là đấng chân thật, tin Chúa thì không thể nào dối trá. Tin Chúa thì sẽ bớt đi bạo lực, bởi vì Thiên Chúa chúc lành cho những ai gây dựng sự hòa thuận, Thiên Chúa chúc lành cho những ai hiền lành, Thiên Chúa chúc lành cho những ai cố gắng để thực hiện lòng thương xót. Rồi trong một xã hội có nhiều mảng tối như xã hội Việt Nam hôm nay, mỗi tín hữu được mời gọi trở nên những chứng nhân của niềm hy vọng. Nếu chúng ta thấy xã hội còn nhiều bạo lực, nhiều gian tham, nhiều dối trá, thì mỗi người tín hữu công giáo hãy cố gắng để sống giáo huấn của Chúa Giêsu như những ánh nến, mặc dù là nhỏ bé, mặc dù là lẻ loi, nhưng mà đang cố gắng để thắp lên ánh sáng giữa đêm tối của cuộc đời. Và nếu cuộc đời này có nhiều ánh nến nhỏ thì sẽ tạo thành những khối lửa lớn, và những khối lửa lớn ấy sẽ như mặt trời chiếu rọi chúng ta và làm cho cuộc sống này trở nên bớt ảm đạm, bớt lạnh lùng nhưng mà sáng soi và ấm áp. Và một điều cuối cùng, thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội mời gọi chúng ta, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy là những chứng nhân của lòng bác ái, chứng nhân của lòng thương xót. Đức Thánh Cha mong muốn nơi đâu có cộng đoàn tín hữu công giáo thì ở đó có những tụ điểm của lòng thương xót. Có nghĩa là nơi con người gặp được lòng thương xót. Các cộng đoàn đức tin phải là cộng đoàn của tình thương, của lòng thương xót, của tình liên đới, của tình bác ái, của sự hòa thuận, của sự bao dung. Vì thế chúng ta nối liền lịch sử với hiện tại trong thánh lễ này. Chúng ta đi khởi đi từ lịch sử qua chứng nhân của các thánh tử đạo Hải Dương, chứng nhân về sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời, chứng nhân về niềm hy vọng tương lai lạc quan và chứng nhân về lòng thương xót. Để rồi đó cũng chính là ơn gọi và sứ điệp của mỗi người tín hữu công giáo chúng ta. Trong thánh lễ này chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta trở nên những điều giáo hội mong muốn, giáo hội thao thức, giáo hội kỳ vọng. Trong thánh lễ này chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta để chúng ta biết thực thi những mối phúc mà Chúa Giêsu đã chúc lành. Xin Chúa lắng nghe những ước nguyện chân thành của chúng ta khi mà hành hương về đây, đến nơi mảnh đất linh thiêng này là nơi thấm đậm máu đào của các thánh tử đạo. Chúng ta mang theo trên đôi vai của mình những trăn trở về đời sống gia đình, về nghề nghiệp, về nợ nần,
về ốm đau bệnh tật, về học vấn, về những mối tương quan xã hội. Chúng ta hãy thân thưa với Chúa từ đáy lòng mình để xin Chúa lắng nghe và nhờ lời cầu bầu của các thánh tử đạo. Xin Chúa cho chúng ta được những điều chúng ta nguyện ước. Chỉ có Thiên Chúa quyền năng là Cha yêu thương, đấng giàu lòng thương xót mới có thể lấp đầy những khát vọng của con người và mới có thể chữa lành những vết thương của con người. Tất cả những điều ấy chúng ta xin phó thác nơi lời cầu bầu của các thánh tử đạo Hải Dương mà trước thánh lễ chúng ta đã long trọng cung nghinh thánh tích của các ngài. Xin Chúa đoái nghe những ước nguyện đơn thành của chúng ta và xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.